Nói với Hân á, là hồi đó giờ có bao giờ em chạy buổi tối chưa? Dạ chưa anh. Chưa. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đúng không? Thì những cái lưu ý gì, những cái lưu ý căn bản anh sẽ chỉ cho Hân ha. Có nghĩa là bây giờ trời nó đã tối rồi. Trước khi em đi thì em phải mở đèn. Mở đèn mở chỗ nào nhớ không? Rồi. Làm thử coi. Vậy là mở chưa? Theo em là đang mở rồi đúng không? Là mở đèn code. À là mở đèn code rồi. Rồi. Rồi đi xuống đây thử rồi mở chưa, đi mở cửa ra xuống đây nha. Theo em là mở rồi ha. Mở chưa, thấy hơn như là mở chưa, có hai bóng à? Không phải là hai bóng mà đây là cái mới, chỉ là đèn dummy em mở chưa tới. Bây giờ nãy em dặn lên mới có một nấc à, em mở chưa tới, giống như đèn dummy vậy. Không, lát em đi ra cái nó lụm em liền. Giờ em đi lên em mở lên thêm nấc. À, giờ anh nói với Hân nè, có nghĩa là cái đèn phía trước của mình á, em thấy nó đang cao không, nó chỉ lên mặt người ta đang cao, là em phải kiểm tra lại trên tắp lô liền. À mình thấy cái màu xanh dương này nó là đang pha, lỡ mình không biết mình để vậy mình chạy lát ra đường là công an nó lụm liền. Ở trong thành phố mình là chỉ xài code không xài pha, rồi tắt pha giùm anh đó. Hân hiểu không, nhìn lên đằng trước là mình thấy nó xuống dưới liền. Mình chỉ xài pha khi nào đi ở ngoại ô thành phố và đường vắng, và em nhớ là hạn chế xài pha, tại khi mình mở pha là xe đối diện của mình người ta sẽ bị mất tầm nhìn rất là nhiều. Nếu em để đèn pha đi hoài, xe đối diện người ta chạy người ta sẽ không quan sát được. Và khi hai xe gần sát nhau, hạ code cái. Khi xe đối diện nó qua mình, lại nâng lên pha lại. Hiểu không? Nếu mà đi ngoài đường, ngoài những cái khung đường vắng, đường ở tỉnh á, còn ở thành phố mình là tuyệt đối không xài pha rồi. Ha. Đi. Đúng rồi, cứ lái theo bình thường những gì em tập. Anh thấy em chọn vị trí này nó hơi xa không ha? Hơi Chị chậm. nội phải không? Ừ, À đúng rồi. hơi chậm đúng không? Để ra ngoài rồi chỉnh lại ha. Anh thấy đánh lái mà cái tay nó thẳng băng luôn. Rồi, đạp con ra thẳng lại để mình chỉnh lại vị trí nè. Đúng rồi, ghê tay một chút. Được chưa? Được chưa? Anh thấy hợp lý rồi đó. Đúng rồi, đi. Lấy qua trái nhẹ. Đúng rồi, xe ta qua phải mà. Rồi dở con nhẹ lên số 2 luôn. Cứ chạy thoải mái. Số 2. Đạp con chưa? Đi, ra đây quẹo phải em, xi nhan đâu? Đúng rồi, vừa nhìn đường vừa lái. Rồi, dở con nhẹ đi tiếp ha. Rồi, nhẹ ga xíu có chấn, lên số 3. Hở lỗ là nó chui liền à. Lên cuối đường quẹo phải. Đúng rồi, làm gì? Đúng rồi, đi. Đúng rồi, nhìn gương hậu nhìn đường. Dở kênh nhẹ từ từ đi. Nhìn bên đây coi chừng xe nó ra. Đúng rồi. Rồi nhẹ ga lên số. Ăn Tết lên ký hay xuống ký? Xuống ký Chứ nhậu quá mà không quá. ăn mà. Rồi ra Cao Thắng quẹo phải. Làm gì? Đúng rồi, cứ tới cua là phải cho xe chậm về số thấp. Đè vô em. Lái nữa ha. Dở con nhẹ đi. Chả lái. Nhẹ ga lên số. Anh sắp định lộn hay gì đó thì cái đi với anh thời gian á, À. cái thời gian cho lùi ngoài bãi kia. Ừ. Mà anh chỉ hơn, anh nhớ là anh chỉ parallel, chỉ tự nhiên luôn rồi đúng không? Chỉ ngoài luôn rồi. Thực tế rồi vậy. Rồi đi đi. Bên phải 3 2 ha.
Rồi Hưng nhớ ha, khi mình đi ban đêm á, cái tầm nhìn em sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Em thấy không? Giống như xung quanh là những cái xương xe nè, những cái góc chữ A này nè, nó sẽ hạn chế đi tiếp tục cái tầm nhìn. Lúc nào cũng vậy, buổi tối em phải cẩn thận hơn là ban ngày. Chắc chắn một điều ra buổi tối em thấy không? Cái tỷ lệ mà tai nạn á, buổi tối nó xảy ra nhiều hơn gấp đôi ban ngày đó. Theo thống kê của bên an toàn giao thông đường bộ á, lúc nào cũng vậy, đi buổi tối là phải tập trung. Đúng rồi, ra đây mình sẽ quẹo phải. Giống như em thấy sao mà mấy cái bà lao công, rồi mấy cái chị mà hút rác, rồi làm vệ sinh đường xá này nọ đó, tại sao người ta bận cái đồ dạ quan? Chính vì buổi tối đó, để người ta quan sát, người ta thấy. Tại buổi tối là nó bị hạn chế tầm nhìn kinh khủng lắm. Xe này chạy khỏe không? Nhạy lắm, nhẹ nhàng. Nhẹ ga lên 2 hơn. Số 2. Đi tiếp. Lái đều tay. Đúng rồi. Chả lái từ từ lại để mình ra lương. Nhìn gương, nhả con ra, nhẹ ga lên. Có xe, lấy vô lại. Rồi, nhẹ ga lên 3. Đi bên nào là phải nhìn gương bên đó liền. Taxi nha. Xe này tương đối xăng rất là tốt. Đi đường trường chắc chừng 6 lít à. Tiết kiệm lắm. Tụi em rất là dễ bị lẫn lộn về cái đèn, giữa đèn pha và đèn cốt ha, để ý cái vấn đề đó. Chạy xe ban đêm là đèn dễ bị lắm, rất là dễ bị hoài, quên mở là lúc thì bị đứt bóng, lúc thì mở pha, không biết tại sao mình đi bắt á. Thổi lại mới biết tại sao. Đi thẳng luôn, đi xuống Ion Bình Tân á. Chỗ này nè, em thấy nè, người ta sẽ quẹo trái không à, lấy nhẹ qua phải một chút. Hiểu không? Mình phải đón được trước cái tình huống. Lái xe và đón trước tình huống nó rất quan trọng. Em phải đón trước được cái người phía trước mình họ sẽ làm cái gì, họ sẽ quẹo đâu, để mình phải có sự chuẩn bị hết. Như bình thường lâu lâu mình đậu đèn đỏ vậy nè, cho dù em mới kiểm tra cái đèn của em xong là đèn nó vẫn sáng bình thường đúng không? Từ từ đi lên rồi anh sẽ nói tiếp. Đi, ta nhường rồi. Số 2 nó mình đón là mình nhìn nè. Cái trường hợp này bạn xe crew đó, bạn đó sẽ nhanh quẹo trái, lấy qua phải nhẹ đi, ít thôi. Đúng rồi, đi tiếp hơn. Mình chỉ cần lấy phải nhẹ chút xíu cho nó rộng rãi mình đi thôi. Số 3. Đi chút xíu tới chỗ nào dừng đèn đỏ anh sẽ nói về cái mẹo nữa. Mình nên nhìn lên cái đuôi xe phía trước để mình thấy ơi, hai cái đèn mình nó còn cháy hay không. Liếc một cái thôi. Chứ giờ xe cộ với đồ điện tử mình đâu có biết được lúc nào nó đứt đâu. Nó đứt ngang à. Rồi quyết định mua xe chưa? Quyết định chưa? Xe gì? Vios thần thánh à. Mua tự động à? Sắm mua tự động đi cho nó khỏe. Đúng rồi, nó bốc hơn thiệt, nhưng mà em phải nhớ là cái thời gian em
chạy trong thành phố sẽ nhiều hơn, đúng không? Tốn thêm chút xíu tiền mà đi nó khỏe bản thân. Số 4 luôn, có chớn nhẹ là mình lên số luôn. Cái xe này nó mạnh lắm. À, lên số. Trời, 582 đồng nghẹt ta. Đúng rồi. Buổi tối em thấy không, rõ ràng cái tầm hình mình sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Giống như những cái biển chỉ dẫn, những cái biển cầu vượt. Đúng, nhả từ từ, không có gấp. Rồi bấm cái cài nó. Rồi nhẹ ga lên số. Những cái biển chỉ dẫn, những cái biển cầu vượt thì mình cũng sẽ hạn chế đi, mình thấy được những cái dòng chữ hay gì đó nó cũng hạn chế á. Bây giờ khi buổi tối trước khi mình đi đâu, mình phải lên sẵn cái quỹ đạo mình đi đi. Mình sẽ đi tới đâu, mình sẽ làm cái gì, để mình khỏi phải nhìn bảng, khỏi phải nhìn đường. Nếu ban ngày mình thấy rõ gì nó cũng rõ. Đang đường dốc thì mình xử lý như thế nào? Bây giờ nếu em bỏ thắng nó tụt không? Tụt, áp dụng bài dốc cầu liền. Nhả con thật là chậm giùm anh đi hơn. Thấy xe nó rung không? Giữ chân con ngay đó, bỏ thắng lên thôi. Hiểu không? Mình phải áp dụng dốc cầu vô những cái lúc mà xe bị tụt dốc như vậy. Từ từ. Rồi lấy qua phải hơn, lấy qua phải đi. Rồi nhẹ ga lên số. Số 2. Những cái lúc đường dốc mình phải xử lý được, mình phải kèm lại cái bài dốc cầu để mình đưa vô cái đường trên đường mình đi liền. Chứ em không biết xử lý lúc đó tụt lại đụng xe phía sau rồi. Số 4 luôn. Chạy nhiều là quen, sau này mà mua xe rồi chịu khó chạy nhiều vô là nó quen liền, nó cũng không có ngại. Mình thấy người ta quẹo trái mà mình lấy nhiều qua len bên này thì em phải mở tín hiệu đèn, cái đó giống như là em chuyển len rồi. Mình chỉ lấy qua phải nhẹ chút xíu trong cái giới hạn len của mình thôi. Đúng rồi. Số 4 luôn. Đúng rồi. Rõ ràng cái bảng đó mình không thấy rõ được cái chữ. Bây giờ buổi tối mình đi là mình phải biết cái đường nào trước. Còn mình lỡ mình không biết đường thì bắt buộc thôi. Mà khi như vậy tới những cái bảng chỉ dẫn em phải đi chậm. Lỡ em hút qua một cái là em vòng lại nó rất là mất công. Buổi tối nó là như vậy. Chạy tốt mà.
đơn xin nghỉ công ty chưa? Rồi luôn hả? Có quyết định lên năm nay lên được nhiêu? Lên có 300 ngàn. 300. Đáng. Đáng sợ. Đúng rồi, xi nhan trái nhìn gương hậu để di chuyển từ từ về lane của mình. Đúng rồi, ra từ từ lại. Nó tính ra thâm niên bển nhiêu năm rồi? 7 năm. Với lại hơn nhớ mình đi buổi tối á, lỡ đi mình gặp cái xe đi cùng chiều với mình, hoặc là cái xe ngược chiều gì cũng vậy, mà cái xe họ quên mở đèn. Mà nếu mình có được cái điều kiện thuận lợi để mình nhắc họ thì nên nhắc, chứ tội nghiệp người ta. Chứ bản thân mình cũng vậy thôi, cái tài xe đó mình ý thức chút, mọi người ý thức thì không có việc gì hết. Mình nhắc người ta thì cũng có ngày mình quên người ta nhắc mình. Ra coi chừng xe lên. Đúng rồi, qua trái nhẹ chút xíu, ôm vô một bên hơn. Tới đây xin nhanh phải không? Đúng rồi. Taxi nhanh số 3. Chậm lại chút nè, để mình canh đèn mình đi luôn. Đúng rồi, giả con từ từ mình đi luôn. Chứ như cái trường hợp nãy em chạy mà nhanh quá, thắng lại. À, phải thắng lại. Trả số mà phải tắt, phải dừng hẳn xe thì phải trả số nữa, mất công không? Mình canh cái tầm lại chút xíu, hợp lý là người ta đi mình đi. Số 4. Đèn trước mình đó, nó hiện lên hai cái đèn ưu tiên không? Dạ. Theo em là tại sao xe đó nó bấm? Ông tài xế bị đau bụng hả? Chắc có cái gì khẩn cấp. Rồi số 4 đi Hưng. Có nghĩa là xe đó, đúng rồi, nó khẩn cấp. Có nghĩa là xe đó nó có vấn đề. Nó có vấn đề, có thể là nó bị trục trặc cái gì đó, bị hư về kỹ thuật hay cái gì đó, hay là xe đó đang chở người bệnh thì người ta mới xin ưu tiên ha. Chứ không phải có nhiều bạn cũng nghĩ nữa, buổi tối tưởng buổi tối mở lên là được ưu tiên vậy. Là hiểu, mình phải hiểu về cái đèn ưu tiên đó đó. Đúng rồi. Rồi con ra nhẹ ga lên số số 3. Khi nào mới lấy xe? Em hả? Ừ. Chắc tháng mấy đi mới chơi. Nhìn gương hậu chuyển lên từ từ vô, bỏ thắng lên em. Đúng. Tiếp tục mình vô lên trong luôn. Đúng rồi. Để mình lát mình quẹo nó sẽ dễ hơn, hiểu không? Cái trường hợp này em đi ở ngoài để em lên đó em quẹo em vẫn không sai luật. Dạ. Tại vì nó đâu có cấm quẹo phải đâu lên đó. Đúng rồi, nhưng em vô nó sẽ rất là khó ha.
mình phải biết được cái đường đi để mình đi cho nó dễ, nó tiện cho mình, nó an toàn. Về số. Rồi, số 1 chuẩn bị đi. Đi. Nhẹ ga lên 2 liền. Số 2. Đúng rồi. Giữ đó, nhẹ ga vô để mình trả lái từ từ. Số 3. Đúng rồi. Ngoài cái yếu tố kỹ thuật á thì nó còn phải đẹp nữa. Số 4 luôn đi em. Có nghĩa là mình lái cái xe, mình ôm sao cái xe nhìn nó rất là đẹp. Chứ không phải chạy nó gạt, hiểu không? Mình ôm cho nó nhẹ nhàng vô, vừa qua cua thẳng xe thì xe nó đã sát luôn. Cái người ngồi trên xe họ sẽ không có cái cảm giác là bị rung lắc. Lên đây mình quẹo trái ha. Rồi đi. Nhẹ ga lên 2. Số 2. Lên trên cao luôn đó em. Cái đường nó nằm phía cao lắm, đi thân dở con lên. Đúng rồi, đè qua từ từ. Rồi nhẹ ga. Số 3. Đúng rồi, ga vô. Rồi khi mình vô siêu thị thì mình cũng chọn cái hướng nào của xe hơi vô. Hồi nãy là mình vừa qua cái cửa của xe máy thì em lên đây em thấy nè, cái chữ B là parking á, thấy không? Parking mà của xe hơi thì mình mới vô đây được ha. Lên trên cao một chút cho xe chậm lại nè. Rồi về số, lái đi hơn. Rồi áp dụng cái bài dừng xe dừng người đi bộ đó, vai em nghe cái người soát vé để mình lấy thẻ, cái người đang ngồi ha. Đi sát vô bên trái một chút ha, vai mình ngang cái bạn đó là thắng lợi, sát vô một chút nữa, vai mình ngang luôn. Rồi bấm kiến số, cái nút auto màu đỏ đó, kéo lên, móc lên là phải móc lên lại. Rồi đi lấy cái đầu nhẹ ra phải lại liền, dở con nhẹ đi ha. Lên đây mình quẹo phải, quẹo xi nhan đâu. Đúng rồi, lái. Rồi nhiều lên bên này luôn, lên bên phải. Đúng rồi, tốt lắm, đi bằng con. Rồi anh sẽ tập cho đi lên dốc luôn ha. Số 2. Quẹo phải để lên dốc đó. Bãi đậu xe tầng thượng đấy chưa. Tới cua đạp con vô cho nó chậm lại, mình đi bằng con. Lái nhiều, quẹo đây, quẹo đây, 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 đây. Nhiều lên hơn. Nhiều lên. Đúng rồi. Lái đều tay. Giống đường vòng bên co đó. Tiếng bấm lưng, lùi bấm bụng đó. Rồi chỗ này nhả con từ từ ra hết để mình nhẹ ga vô. Đi số 2 thôi. Em định lên số 3 hay em lại em định về số 1? Số 3. Số 3 là nó đuối liền. Mình lên dốc mà dốc cao, dốc đứng mà. Đúng rồi. Rồi, số 2 luôn. Nhớ những cái dốc đứng như vậy là chỉ đi số 2 thôi.
nó lại lại chút nữa mới đi số 3. Bớt ra lại tới cua, dở con nhẹ từ từ đi. Đợi con ra ga vào. Đúng rồi, bớt ga lại tới cua. Đi thẳng xuống cuối đường luôn. Rồi từ từ đạp con vô. À, để anh kiếm cái ô đậu xe. Từ từ cuối đường quẹo trái đi ha. Đi chậm chậm bằng chân con. Rồi cứ đi xuống dưới luôn, xuống dưới cuối quẹo trái lên lại đi rồi sẽ nói. Tương đối nhớ những cái cách anh chỉ đạo hồi trước không? Ừ, xuống dưới, xuống đường dưới mới vòng ra. Quẹo trái đây luôn. Rồi, bây giờ tới chút xíu nữa không? Bây giờ mình nhìn bên phải của mình. Anh muốn em ve vô ở giữa hai cái xe màu đen. Dạ. Ha. Một thôi, ve giữa xe trắng và xe đen đi. Trắng xe đen đây thôi. Là chiếc City nè. Cái Honda City 32964 đó. Với lại cái bên kia cũng cái Honda City màu đen luôn. Rồi bây giờ mình muốn vô cái ô đó thì mình phải làm sao nhớ không? Cái cửa nó mở hay vậy? Cái cửa nó mở đúng rồi. Rồi đi, muốn vô được cái ô đó thì sao? Mình cho xe mình sát vô cổng và song song với cái cổng ha. Lái đi hơn. Nhiều lên. Đúng rồi, đi thật là chậm. Đúng rồi. Rồi vừa đi vừa nói anh nghe coi. Làm sao? Bên giữa nhà xe. Ừ, ngang chưa? Rồi, làm gì? Đúng rồi. Bắt đầu nhìn gương hậu đi kiếm cái gì. Ở đây không có cục gạch, không có chai nước cho em kiếm đâu. Nhớ không? Cái City màu trắng là cái góc đầu tiên, bỏ, không làm gì hết. Cứ tới nữa, nhìn gương hậu bên trái em, khi nào thấy được cái City màu đen thì thắng lại. Nhìn kiếm bên trái kìa, thấy cái City màu đen chưa? Đúng, đúng. Thấy City màu đen chưa? Thấy thì thắng lại. Rồi trả lái thẳng. Rồi vô số xe. Rồi bây giờ mình nhìn vô gương hậu nè. Mình đang hở cái đầu xe City màu đen đó nhiều không? Nhiều. Hở nhiều thì bám nhiều vô. Để làm sao chỉ hở nó 20-30 thôi. Cái City màu đen nằm bên nào của em? Bên trái. Trái thì lái trái. Đúng rồi, hở nhiều lái nhiều vô hơn nhiều lên. Thấy nó đang bám vô không? Đúng không? Đúng rồi, chậm chậm thôi. Khi nào mình thấy nó song song luôn thì mình dừng để mình trả lái. Nhớ cứ ve chậm chậm, đặt câu hỏi trả lời. Ta muốn đầu xe và đuôi xe về hướng nào thì ta lái về hướng đó. Đúng rồi, ve vô. Ve thật là chậm. Để cái bánh xe của mình nó gác lên được cái cục gờ phía sau. Cái cục để nó gác lên, em cứ ve từ từ đi. Khi tới đó tự nhiên cái xe nó sẽ dừng thôi, ve thật là chậm để cho nó êm xe. Kiến hậu em gần ngang kiến hậu xe kế bên thì nó là gần tới đó. Tới chưa? Đúng rồi, trả về mo đi hơn. Rồi, bước xuống xe nhìn thử cái thành phẩm đầu tiên. Kéo thắng tay lên. Sao? Được không? Hiểu không? Lỗ nào mình ve cũng được hết ha. Nhớ những cái nguyên lý đó. Muốn vô nhà, muốn vô nhà là mình phải bám vô góc. Đúng không? Hồi nãy em móc ra thì có phải em bám cái City này là góc bên trái không? Bây giờ anh muốn em đi xuống đây nè. Em ve ở giữa cái xe Innova đó với xe trắng.
à, là mình sẽ bám lại góc bên phải. Thì có phải bây giờ cái xe trắng đó là cái xe đầu tiên không? Innova là xe thứ hai. Thì khi mình xác vô nhà xe, móc cái đầu thấy cái Innova, đúng rồi, rồi đi lên hơn. Đi ra từ từ đúng không? Quẹo trái, quẹo trái, tiếng Việt Nam. Nó mất định hướng rồi, chỉ nên vòng cái nó rối luôn rồi. Nắm hết được rồi hơn ha. Thì bên nào cái lỗ nào mình cũng phải làm được, cũng phải xử lý được, chứ không phải là phải vô cái chỗ đó phải như vậy mình mới ve được. Không có chai nước, không có cục gạch cái không ve được luôn. Số 2 hơn. Mình chỉ cần nhớ bám góc. Gần thì xả, rộng thì cứ ôm. Đúng rồi, quẹo trái để quay đầu lại. Ừ, đúng rồi. Sẽ đứt xe nào không? Đúng rồi, bạn đã đang về. Đi số 2 hơn. Nhả con từ từ là nó đi. Xe này nó rất là mạnh. Ai, lên đây quẹo phải. Rồi chậm lại nè để mình về số 1 nè. Rồi, well. Rồi, những cái dốc á, giống như tụi em mới chạy à, anh khuyên tụi em nên đi xuống dốc bằng số 1. Em đi xuống số 2 nó sẽ rất là nhanh ha. Và em nhớ là khi đi xuống để số 1 vậy là không có đạp côn. Em đạp côn là nó sẽ đi rất là nhanh. Nó tung xuống liền, cái chớn nó liền. Mình chỉ để số 1 mình bò cho xuống thôi. Thì lát em thấy em xuống dốc tự nhiên cái xe nó ghì lại. Mình đi đường đèo dốc mình phải tính được cái quãng đường, cái đường này nó có dài lắm không. Nếu nó dài quá em rà thắng vài giây, 3-4 giây em lại buông cái chân thắng ra. Chứ em giữ thắng liên tục như vậy là nó sẽ bị có thể năng là mất thắng luôn ha. Đúng rồi, giờ nhả hết chân con ra thử coi. Nhả hết con ra. Em thấy nó không? Đúng không? Nó ghì lại đúng không? Giờ đạp con vô thử rồi nó tuôn xuống liền. Đúng không? Nhớ không đạp con là như vậy ha. Đi xuống chỉ đi bỏ chân con là luôn, đi số 1 để cho nó ghi cái xe mình lại cho nó thực sự là nó an toàn. Đúng rồi, nó tới cua mình phải rà thắng thì đạp con vô nè hơn. Đúng rồi, lái đều tay, chả lái đều tay. Rồi đúng rồi, nhả con ra hết cho nó ghì lại. Thấy nó ghì không? Ừ. Còn sau này em quen rồi em có thể đi số 2 để cho nó nhanh hơn. Còn anh khuyên khi chưa quen thì nên đi số 1. Nếu em đi xe tự động thì em chuyển qua cái chế độ bán tự động á, giống như chuyển qua cái chế độ số sàn vậy đó, để mình cài số lại để cho nó ghì cái xe lại. Đúng rồi, ra đây mình sẽ quẹo trái. Lỗi rồi. Ừ, bao mấy đường cũng giống như mình vậy đó. Quẹo trái. Đi lên bên này, đúng rồi.
Riot số sàn bản 2020. Qua bên hãng nó chào anh là 526 triệu. 526 số sàn. Tự động 600 ngoài à. Cái chỗ soát vé cứ áp dụng cái bài dừng xe nhường đường cho người đi bộ, cứ canh vai mình ngang cái người soát vé, lấy sát vô một chút hơn. Ok, bấm nút xuống. Giờ số 1 lại hơn. Để ra đây mình quẹo phải. Rồi số 2, có chấn nhẹ là lên số được. Số 2, số 3. Đúng rồi. Ra lên 1 luôn. Về lộn số 1 hơn. Như số 2 à, số 3. Số 3 đi em, cái đó số 2 đó. Đây. YouTube nữa nè em ơi. Hả? Đúng rồi. Em nhớ ha, những cái xe ngược chiều của mình á, không bao giờ mình tập trung cái tầm mắt của mình vô cái ánh sáng đèn của nó. Tại vì em nhìn vô em sẽ bị chóa mắt. Nó bị nhòa mắt luôn á. Mà nó không phải nhòa là một lúc đó thôi đâu, nó nhòa phải vài giây sau luôn. Sau này là sẽ mình đi đường xa, đường dài, đường nó sẽ rất là vắng. Nó không có ánh sáng thì mình không có tập trung vô cái đám đèn của cái xe ngược chiều. Mình chỉ liếc sơ thôi. Quan trọng là mình đi mình phải giữ được cái tim đường, cái phần đường của mình. Đi. Đạp con. Đúng rồi. Xin nhanh phải ra. Đúng rồi. Số 3. Số thấp. Về số 2 luôn. Đúng rồi. Đi chậm bằng chân côn. Những chỗ bùng binh là côn và thắng. Ôm vô bùng binh. Rồi, ra thì phải. Đúng rồi. Sau này Hưng chạy xe á, Hưng nhớ ha.
đi lên cầu luôn em. Hưng nhớ á, xe hơi mình nó cấm bấm còi từ mấy giờ tới mấy giờ nhớ không? Buổi tối á. Đúng rồi, 2 giờ tới 5 giờ sáng. Ý thức, mình ý thức được cái vấn đề đó là cái vấn đề tế nhị đêm hôm rồi. Với lại buổi tối em biết không, khi mà đêm á, càng buổi tối thì mọi người chạy xe lại càng ổn. Ai cũng thấy hơi hơi xanh, còn bao nhiêu cũng vượt hết á. Đỏ cũng gán chạy luôn. Đúng rồi, bây giờ anh nói là nhớ tới ngã 3, ngã 4 là phải cho xe chậm lại cho an toàn. Chứ đừng có cố vượt là sẽ có sự cố liền. Lúc nào cũng vậy hết. Ở cái vấn đề đèn đuốc thì nhớ giùm anh. Ở trong đô thị là phải đi đèn chiếu gần. Khi mình đi ra ngoài đô thị, những cái chỗ nào vắng cần thiết lắm thì mình mở đèn pha. Tại vì khi mà em mở đèn pha thì xe ngược chiều họ sẽ bị không thấy đường. Và bản thân như mình đi, mình không thấy mình cũng sẽ rất là khó chịu, đúng không? Bởi vì khi nào cần thiết thì mình mới mở, còn bình thường thì cũng không cần phải mở nha. Ở những cái thời khắc mà nguy hiểm thì anh cũng đã nói rồi, cái lúc mà đèn xanh còn 3 giây 5 giây là cái lúc đó là dễ nguy hiểm nhất á. Tại bên kia là mấy bạn bên kia đang đèn đỏ mà cũng mấy bạn cũng đã đi rồi. Người Việt Nam mình mà đèn đỏ có mấy giây là cũng lo nhóm nhóm đi rồi. Rồi đi tiếp em, còn chớ mà. Nhớ tới ngã 3, ngã 4 là phải cẩn thận chứ đừng ẩu. Còn khi sau này chạy xe buồn ngủ quá thì mua bò hút uống hay làm gì? Uống cà phê. Uống cà phê hả? À. Hay buồn ngủ quá là anh nghe có người kêu là đắp khăn vô mặt rồi chườm nước đá gì đó, buồn ngủ quá. Em có được cái mẹo nào không? Buồn ngủ. À. Theo anh đơn giản là buồn ngủ chỉ có đi ngủ. Chứ không có làm cái gì hết nha. Đừng có nghe ai nói buồn ngủ rồi mở máy lạnh phà xuống chân cho nó lạnh để không buồn ngủ. Buồn ngủ mua cà phê uống cho không buồn ngủ. Buồn ngủ mua bò hút uống cho không buồn ngủ. Không phải. Cơ địa mỗi người mỗi khác đó. Thực sự có người uống bò hút đã tỉnh. Thực sự có người uống cà phê người ta tỉnh, chứ không phải đó là thuốc để tỉnh ngủ. Anh nói rồi, buồn ngủ chỉ có đi ngủ thôi, không có làm cái gì nữa đó. Không có cách nào trị buồn ngủ ngoài đi ngủ hết. Nhớ đừng có buồn ngủ mà ráng chạy. Bản thân nhanh đi chơi gia đình vậy đó. Buồn ngủ là tấp xe vô ngủ. Vợ chồng con cái gì ngủ. À, ngủ cho đã đi rồi xe đi tiếp. Mà thực sự khi em chạy xe em ngủ chừng 15-20 phút là em tỉnh à. Chứ không phải em nằm ngủ được ngon như nhà đâu. Rồi sau này chạy xe thì đơn giản cái công việc em đã chọn đó là một công việc rồi. Em phải để ý những cái gì nữa. Tài xế của mình sợ nhất là cái gì? Đau bụng. Anh nói thiệt, khi mà em ôm cái xe em đang chạy như vậy, có cái sự cố về cái bụng là phải đi xử lý. Để ý nhiều vô những cái nhà vệ sinh công cộng, những cái khu thương mại. Đó là những cái kinh nghiệm anh chia sẻ về cái xe. Anh hỏi em chứ, chẳng lẽ mình lái xe dội dội mua cái xe em chạy Grab đi, một ngày được 500-700 ngàn, chẳng lẽ cứ mỗi lần đau bụng mình đi uống cà phê vô cũng phải tốn một ly nước hết 20 ngàn? Mà thực sự mình đang đâu có muốn uống nước đâu. À. Mà nói nên em rồi, khi mình vô con đường nào em nhìn liền bản chỉ dẫn nó cho em đi lên nào, em hiểu không? Dạ. Nếu không để ý một cái thôi, lỡ lên hai này nó không cho xe hơi đi rồi sao, làm chết. Cứ vô đầu ngã 3, ngã 4 là người ta sẽ cắm cái bảng chỉ dẫn biển gì, người ta sẽ cắm ngay đầu hết. Mình nhìn cho mình phải biết liền. Đó, giống như tới đây, em thấy con đường tiếp theo lại có bạn. Đúng không? Mình nhìn mình phải biết xe hơi mình đi lên nào liền. Nghe nói giờ như là 11 triệu không anh ta? Bên anh là 10
Bên anh B2 là 11 triệu rưỡi. Xúc 3. Ôm vô một bên hơn, đúng rồi. Đây, về bên đây luôn. Đúng rồi, tới đây mình xi nhan phải nè. Nhìn xe, nhìn đường. Trả lại nè hơn. Đây. Đúng rồi. Lấy sát qua lại phải chút. Lên đây có cái đường hẻm quẹo phải gì mà. Trả lái bớt lại từ từ. Nhìn kiến, nhìn đường. Chậm nhấp nhả cái con, mình đi bằng cái chân con thôi. Lại ra Nguyễn, ra đường này quẹo trái. Máy trường thân yêu, đạp con vô em về số. Đúng rồi, dở con nhẹ từ từ đi ha, từ từ nhẹ thôi. Đúng rồi, cứ từ từ mình đi. Mình trong đường nhỏ, mình ra đường lớn lúc nào cũng phải từ từ hết. Sumba. À, thấy chưa? Thấy vô lộn số nguy hiểm không? Số 1 luôn. Ờ. Thấy đà số 3. Mình thả lỏng tay thôi, cái đó là do mình hơi gọc ra. Anh mới đi ngang qua trường của sếp cũ của anh á. Biết trường nào không? Trường Hoàng Gia. À, biết anh học đó hả? Hồi trước anh dạy bên trường Hoàng Gia. Anh Lâm là chủ trường Hoàng Gia, anh rất là tốt. Ông tốt mà có nhiều cái ông muốn giữ nè. Chửi thì chửi lính nhiều lắm, nhưng mà rất là tốt. Và hầu như các người lính cũ của anh Long đều thành đạt khách. Trong cái ngày mà dạy lái xe của anh á, sếp Long là đỉnh nhất luôn á. Đúng rồi. Lấy qua trái nhẹ, lòn qua đuôi, dở nhẹ từ từ đi. Rồi lấy vô lại. Nên là những cái gì chướng ngại vật cứ lòn qua đuôi người ta đi là nó thoáng.
này là của chúng mình luôn đó. Bởi vậy em thấy không, những cái người nào mà mất ổn định á phải tập trung vô ổng liền. Em thấy rõ ràng không, ổng không nhìn gì hết, ổng quay đầu lại là ổng đã không nhìn rồi, mà cuối cùng ổng lại lan qua bên mình nữa. Đâu anh? Bèo trái hả? Anh tưởng Sinbad chỉ có trong phim, ai ngờ ngoài đời cũng có. Trái vô bãi về số 2 vô bãi luôn em. Có anh từ từ đi, rồi từ từ anh nói nè, đạp con nhờ. Đạp con vô, đạp con là đạp sát vô, đạp không sát thì cũng như là mình không có đạp, hiểu không? Rồi, bây giờ anh muốn em dê vô cái lỗ này thử coi, bấm kiến xuống coi.